Đây nhớ bánh trung thu rồi, chờ chị để chị bác ngồi xuống nhá. Không còn nửa nóng lắm ấy. Đúng rồi, rất nguy hiểm. Trời ơi, chị gói khéo chưa nè? Đó, mềm chưa? Chị Linh suốt từ sáng đến giờ đây. Nhưng mà gạo của lớp em cũng mềm. Ừ, trời ơi. Trời ơi, nó mềm quá. Nó dính mà. Trời ơi, sao mãi giờ sushi vẫn chưa ra? Trời ơi, bánh trưng của mình gói đã sôi rồi mà bây giờ sushi vẫn chưa ra. Trời ơi, không sang nhanh lên. Bánh trưng chín rồi, vào đây. Trời ơi, sao giờ này chưa sang không biết nhỏ đi đâu nhỏ. Đã hẹn là sáng nay nục bánh trưng rồi, mình nục bây giờ chín rồi còn chưa đến sang. Má xa, em đi đâu mà giờ này mới sang? Em kiểu chị chờ đón em làm riêng gì. Trời ơi, nhìn đây, nhìn nồi bánh trưng này. Này, sôi sùng sục, sôi xình xịch chưa? Nhìn đi, gọi vào đây không, nóng. Đấy, thơm ấy. Thơm không? Đấy, hôm qua chị em mình gói đấy, để nhớ. Chín rồi đấy, chị gắp cho em xem nào. Chị đợt trước đã ăn bánh trưng của trường em rồi, hôm nay chị gói cho em. Tự tay em gói chưa? Đây, chị ăn rồi. Đây nhớ, bánh trưng sôi rồi, chờ chị để chị bác ngồi xuống nhá. Không còn nửa nóng lắm ấy. Đúng rồi, rất nguy hiểm. Được rồi, bây giờ chị em mình sẽ cùng nhau ha. Bánh trưng. Wow. Chị bác. Ừ, từ từ để chị vớt ra. Trời ơi, bánh trưng nóng lắm ấy. Đùa được đâu. Bánh trưng này chị làm hôm qua đúng không? Đấy, hôm qua chị gói đấy. Ôi. Chị lấy gạo ở đâu? Đấy, gạo hôm trước em cho chị ấy. Gạo. Mấy cái đấy là lớp em cho em ấy. À, cái thứ hai. Nhưng mà hôm qua, hôm nay em chỉ gói thử hai cái thôi. Để hai chị em mình thử đã. Wow. Để chị bắt nồi nước ra nha. Mà gạo của lớp em mềm. Ủa, phải công nhận gạo lớp em ngon ấy. Đấy. Bây giờ hai chị em mình cùng nhau khám phá ra hai chị chiếc bánh trưng của chị gói xem có đẹp không nhá. Dạ. Xem là có mềm không? Ủa, mềm lắm đó. Ủa, mềm ấy. Ừ. Sao nóng ấy? Nóng mà, với luộc răng. Xong rồi chúng ta phải ăn thử cái bánh trưng này xem có ngon không. Phải xem chị gói có khéo như em không nhá. Để chị bóc thôi, Wow, nóng thật đấy. Wow, thấy không? Chị gói một chiếc bánh trưng rất là đẹp luôn. Từ thôi, qua. Hơi nóng quá. Để chị giúp. Bánh trưng của chị này, bánh trưng của em đây này. Wow. Trời ơi, chị gói khéo chưa nè? Đó, mềm chưa? Chị Linh suốt từ sáng đến giờ đây. Nhưng mà gạo của lớp em cũng mềm. Ừ, trời ơi. Trời ơi, nó mềm quá. Nó dính mà. Trời ơi, chứ bánh trưng cũng vuông mà đúng không? Nhưng mà của em làm vuông hơn chị. Wow, nhưng mà bởi vì chỉ là cái bánh trưng mẹ tí thôi này, vừa khít luôn. Bây giờ chúng mình cùng nhau khám phá không? Bác của em ra đi. Hay ăn một cái thôi, còn một cái để mình ăn sau. Nhưng mà ăn cái này bó thì mình răng. Trời ơi, ăn đau quá hả? Em ăn cái này đi. Cái này của em mà, chị cho em răng. À, được rồi, đây chị bóc cho em. Kinh quá đấy, lại còn phân biệt ra của chị của em nữa. Chị gói thì đều như nhau cả mà. Cái bánh trưng này mình không phải sắt đâu em nhỉ. Cái bé tí tẹo này mà. Trời ơi, gói cái này công phu lắm ấy, em đừng tưởng đâu. Chỉ vì em cứ thích đồ bé xịu nên chị phải gói cho em ấy. Wow. Mất thời gian lắm, gói suốt cả một buổi tối mới được hai cái. Cẩn thận nhá. Mềm chưa? Mềm mà, chị đã bảo rồi đấy. Trời ơi, hai cái bánh trưng trời, cái này dính tin á. Không sao, chị sẽ bỏ nó ra nhá. Đây, cho em ăn thử trước. Nhưng em không biết dùng đũa. Không biết dùng đũa à? Trời ơi, để chị đi kiếm thêm cái thìa. Thôi, để chị gắp thử cho em ăn nào. Chị gắp thử. Bởi vì chị này quên không mang thìa rồi. Thơm chưa, ngửi đi xem thơm không. Thơm. Cảm nhận thế nào, mềm không? Nóng. Bánh trưng vừa luộc xong. Ngon không? Cái cũng chịu đi rồi. Thổi không được. Ngon nhau, thấy chưa? Không kém gì à? Bánh trưng ngon.
người lớn làm luôn. Nhân đỗ này. À, em ăn nhân đỗ không? Ê, đưa. Ê, chờ chị để lấy cái đấy nhá. Lấy xem cái gì á? Ừ, lấy xem cái gì à? Ê, để hai chị em mình đi lấy thìa nhá. À mà đi vào nhà với chị đi. Đi, đồ lười. Thôi được rồi, chị đi lấy. Anh chị ngon nhỉ?